Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Quận đoàn Ô Môn đã làm tốt công tác huy động nguồn lực xã hội, tích cực phối hợp cùng hệ thống giáo dục Thái Bình Dương, các mạnh thường quân trên địa bàn hỗ trợ xây dựng 11 căn nhà khăn quàng đỏ, 4 căn nhà nhân ái với tổng trị giá 1 tỷ 100 triệu đồng. Hàng năm, Quận đoàn Ô Môn còn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, Trường Phổ thông Thái Bình Dương, các mạnh thường quân tổ chức hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán, Quốc tế Thiếu nhi, Tháng Hành động vì Trẻ em, Tết Trung thu. Kết quả đã vận động hỗ trợ 11.500 quyển tập, 3.250 phần quà, 1.500 phần bánh trung thu, 720 suất học bổng, 845 bộ dụng cụ học tập kịp thời, hỗ trợ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.